Mình ở đây có một chiếc Airblade và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về cái cách mà chúng ta độ chìa khóa theo kiểu cắt một nửa để bảo vệ an toàn cho chiếc xe. Đây là gọi là khóa chống đoạn. Thì như các bạn thấy, cái đặc biệt của chiếc chìa khóa này là nó được mài đi một bên, chúng ta chỉ còn một nửa. Thì cái chìa khóa thông thường thì nó sẽ có hai mặt đối xứng nhau, nhưng mà người thợ khóa đã mài đi một nửa để khi mà trong cái ổ khóa chúng ta loại bỏ đi những cái lá thép và thay vào những viên bi thép chắc chắn hơn. Ngoài ra thì khi mà chúng ta làm như thế này, những cái đoạn phá khóa của những cái tên trộm xe không thể đúc vào ổ khóa của chúng ta được, và nó sẽ không thể bẻ khóa để lấy xe đi. Thì cái này về kỹ thuật nó khá là phức tạp, cho nên mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Một điểm đặc biệt khác ở trên cái chìa khóa này là nó có một cái chấm đen ở trên này, đó là gọi là viên bi từ. Thì viên bi từ này có nhiệm vụ là sẽ xác nhận chiếc chìa khóa được đúc vào trong ổ khóa của xe có đúng là chìa của xe hay không. Vì khi người thợ người ta bắt thêm một cái ổ khóa phụ ở trong yên xe, để nếu mà chìa khóa lạ đúc vào nó sẽ báo động lên. Thì cái cách độ chìa này được một số thợ khu vực quận Tân Bình làm với mức giá khoảng 200 đến 250 nghìn, tùy theo chúng ta có làm công tác phụ hay không. Cảm ơn các bạn.